quan hệ vợ chồng thì đúng giờ đúng giấc, không đốc cháy giai đoạn. Em thì thích đốc cháy giai đoạn thôi. ABCD. Dạ, ABCD theo từng bước là cái gì tới cái gì đó. Đúng ngay bon giờ đó luôn. Sợ là sau này ảnh hưởng tới con. Đúng rồi, coi như 2, 4, 6, 3, 5, 7 đó. Dạ đúng rồi, cứ cách đều vậy đó. Vậy đó, kiểu nhật thì có ấy không? Dạ hên xui à. Hên xui. Kiểu nhật double hả? Thì có nghĩa là phải 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 còn kiểu nhật. Là... Chào hai em, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Lê Quang Vinh, năm nay em 28 tuổi. Em về đến từ Bến Tre. Còn hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở quận 9. Hay còn em. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Vân. Em tên là Đỗ Ngọc Khánh Linh, năm nay em 25 tuổi. Em cũng đến từ Bến Tre. Hiện em đang làm việc tại Bình Dương, cũng sinh sống tại quận 9 ạ. Như vậy là hai em là đồng hương với nhau. Dạ, gần nhà, nhà cách nhau chỉ khác phường thôi. Vậy thì hai em nói cho chương trình biết là hai em quen nhau trong trường hợp nào? Cũng là tình cờ đấy. Thì em học khoảng năm 2 đại học. Cái em mới tham chung với mấy anh chị mới về trường cấp 3, trường Nguyễn Chiểu cấp 3 để mà tư vấn tuyển sinh. Thì lần đó là em có gặp Linh được đúng một lần, nhưng mà hai đứa gần như không ấn tượng gì hết. Sau đó đúng 1 năm em cũng quay về trường đó nữa. Lần sau thì Linh là học lớp 12, đúng ngay đợt mà em tư vấn tuyển sinh cho Linh luôn. Wow. Cái xong tư vấn với Linh lon ton đi theo nhóm đi tư vấn trường khác luôn. Nhưng mà em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ không. Lúc đó em đang thích một anh khác nữa. Là đi chung với anh hay sao? Đi chung với anh kia thì anh này mới đi chung với bạn cấp 3 của em. Thì cũng có về nhà em chơi nhưng mà chẳng có ấn tượng gì hết. Thì lúc đó anh xấu anh đen lắm anh. Vậy sao mà mối tình chớm nở? Thì bắt đầu tụi em mới gặp lại vào lúc em vào đại học. Và cũng học chung trường với anh luôn. Nhưng mà lúc đó em thi vào đó với những lý do là có cái anh em thích học ở đó, chứ không phải gì anh này. Lúc đó em mới vào ở ký túc xá. Thì anh này cũng ở ký túc xá luôn. Em ở lầu 1, thì anh này ở lầu 3. Anh mới bắt đầu nhắn tin cho em. Thì em là sinh viên khoa ngoại ngữ. Thì anh này mới nhắn tin bằng tiếng Anh. Nhưng mà nhắn sai chính tả. Và em vẫn trả lời. Tới bây giờ vẫn còn sai sau bao nhiêu năm. Vậy ta nhắn tiếng Việt đi cho nó khỏe không? Thì lúc đó mới bắt đầu hai đứa trở nên thân hơn. Rồi bắt đầu nhận kêu anh này bằng anh hai. Xưng bằng Út. Có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Rồi đi chơi với nhau suốt gần 1 năm trời. Rồi đến lần đó là 1 tháng 4. Thì em mới nhắn một cái tin cho anh này. Nói là I love you. Anh này không trả lời gì hết. Để sợ đó. Nói chung là hôm đó chắc anh này tưởng là em nhắn cho anh này có một mình. Em thực ra nhắn nhiều người lắm chứ không phải gì anh này. Một cái cảm giác của em lúc mà em nhận được cái tin đó làm sao? Lúc đó thì cũng quen biết nhau cũng mấy tháng rồi, đi chơi rất là nhiều rồi. Thì bắt đầu cũng có nảy sinh tình cảm chút. Nhưng mà ngày tới cái tháng 4 mà ngay ngày đó nữa thì mình cứ để im đi. Thì hôm sau mình hỏi dò thử. Cái ngày 2 cái hỏi dò dò sao cái cuối cùng cái em quyết định luôn. Có nghĩa là ngay ngày 2 anh hai sẽ nói Út Út cho anh hai nắm tay. Không, hôm trước. Hôm trước ta đốt giai đoạn đó. Quen nhau bao lâu thì mới cưới? 5 năm rưỡi. Câu rồi. À đúng rồi, phải học hết đại học rồi cưới nhau đúng không? Trong 5 năm đó thì tình cảm của các bạn có sóng gió không hay là trơn tru bằng phẳng? Có một thời gian thì sau khi ra trường, thời gian quen là em ở gần ảnh không có nhiều. Tại vì lúc mà ra trường á là ảnh về dưới Đồng Nai ảnh làm. Lúc đó em vẫn là còn là sinh viên năm thứ 3. Thì một tuần ảnh về với em một lần. Có khi trong tuần thì lúc nào em nhắn tin, có khi buồn quá thì ảnh chạy về khoảng 2 tiếng rồi ảnh chạy xuống. Còn có khi thì nếu bữa nào em rảnh thì em bắt xe buýt xuống với chỗ ảnh 2 tiếng đi xe buýt. Xong rồi về mà khóc hoài à. Đúng là có bữa thấy ảnh mặc nguyên bộ đồ xưởng á. Nào là mùi mồ hôi đồ. Về thăm mình cảm động lắm. Rồi sau 6 tháng thì ảnh mới quay trở lại Sài Gòn. Làm việc được khoảng 1 năm ở đây. Thì bắt đầu ảnh qua một công ty mới. Thì lúc đó ảnh lại về Tiền Giang làm. Wow. Có nghĩa là trong 5 năm rưỡi đó yêu xa nhiều hơn đúng không? Dạ, khoảng 3 năm rưỡi yêu xa. Tại vì em thấy quen nhau lâu, em đã ra trường rồi. Bắt đầu lúc đó em đã đi làm được khoảng 1 năm rồi. Em mới nói là anh có tính chuyện lâu dài với em gì không? Anh nói có, nhưng mà không phải bây giờ. Tại vì anh nói con gái ra trường nó thường hay thay đổi lắm. Thì lúc đó em mới cứ hỏi anh hoài. Thì trong cái đợt đó thì tiếp phần cho anh kể về cái màn cầu hôn của tụi em. Sao Vinh? Em cầu hôn là đợt đó cũng là ra biển rồi. Ăn uống và đã cái bắt đầu đi chơi ra tới biển chơi. Em cũng chuẩn bị sẵn nha. Em cầm thì cái nhẫn bỏ túi quần nha. Giấu. Cái đây hai đứa đang lang thang tính chạy ra biển rồi. Thì em nắm tay Linh giật lại. Bắt đầu tính quỳ xuống rồi. Em cũng muốn làm vợ anh không? Rồi em trả lời là, sao? Lúc đó em gật đầu thôi. Tại sợ anh quê thôi. Thì luôn. Là xong lúc đó là về là cưới luôn đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung là tụi em quyết định cưới cho đến lúc đám hỏi khoảng tháng. Rồi về hai bên gia đình bất ngờ lắm. Nhưng mà tại vì lúc đầu tụi em quen á thì hai bên gia đình cũng có hỏi tuổi rồi.
tại vì tuổi con ngựa với con gà nó không có hợp nhau, hai bên gia đình cũng tỏ vẻ không là gọi là không cấm cản nhưng mà cũng không thích lắm. Nhưng mà do tính ảnh sống theo lối suy nghĩ mới là tức là đâu phải cặp nào cũng con gà với con ngựa là không sống được với nhau. Người ta chỉ đề cập đến cái cặp nào mà nó không được hạnh phúc thôi, còn những cặp hạnh phúc đâu có ai nói tới, nên tụi em quyết định cưới luôn. Mà tụi em ở với nhau được bao lâu rồi? Dạ 6 tháng rồi. Vì bây giờ có thấy gì tật xấu với nhau chưa? Thấy nhiều cái gì? Nhiều. Quá trời nhiều. Trong 5 năm không thấy mà về ở với nhau là thấy. Dạ. 5 năm yêu sao mà sao thấy được? Về là lộ ngày liền. Ngày bữa đầu tiên cái tính máy móc vẫn cứ áp dụng đều. Tới quan hệ vợ chồng thì đúng giờ đúng giấc. Không đốt cháy giai đoạn. Em thì thích đốt cháy giai đoạn thôi. ABCD. Dạ ABCD theo từng bước là cái gì tới cái gì đó. Đúng ngay bon giờ đó luôn. Sợ là sau này ảnh hưởng tới con. Đúng rồi, coi như 2, 4, 6, 3, 5, 7 đó. Dạ đúng rồi, cứ cách đều vậy đó. Vậy đó, chủ nhật thì có ấy không? Dạ hên xui rồi. Hên xui. Chủ nhật double hả? Vậy có nghĩa là phải 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 còn chưa. Tức là anh là rất là tính nó rất là khoa học. Anh nói là nhiều quá thì sau này đẻ con ra sợ nhỏ, tại vì hai đứa to con mà hai bên bà ngoại với bà nội nhỏ con, sợ đẻ ra nói sau này ba mẹ ăn hết của con rồi con bé tí. Trời ơi, em tính gì luôn hả? Có nghĩa là rất là nguyên tắc nè. Rồi còn cái gì nữa? Dạ ở dơ. Ủa sao? Ở dơ mới là ảnh hưởng tới con đó. Chứ còn 2, 4, 6 đó mày là không ảnh hưởng đúng nhưng không em? Nguyên tắc thì đúng ra là phải sạch sẽ chứ. Dạ đây rồi. Đúng là nguyên tắc sạch sẽ của anh. Đúng 24 giờ mới tắm. Tức là hôm nay dù cho dơ cỡ nào thì 24 giờ sau mới tắm. Là hôm nay tắm 6 giờ. Mặc dù cho sáng mai có vật lộn hay là lăn lê bò lết ở đâu đó thì đúng 6 giờ hôm sau mới đi tắm. Trời ơi, nguy hiểm quá. Và một ngày chỉ tắm một lần. Và giặt đồ cũng phải theo lịch. Và xả theo quy trình. Ngâm một lần giặt. Tiết kiệm nước cho bút sách. Chi tiêu rất là bài bản. Hồi xưa lúc mà quen nhau á là ít khi nào mà tặng em món quà quá 500 ngàn luôn. Nhiều khi em giận về vấn đề đó, tại vì nó thấy người ta là tặng quà cho bạn gái mình á, nào là nhẫn dây chuyền đồ này kia, ảnh không bao giờ, chỉ dẫn đi ăn hoặc là mua quần áo đơn giản thôi. Thì sau này mới biết ra nguyên tắc của ảnh là khi cưới mới tặng vàng. Cưới rồi mới tặng vàng đó là nguyên tắc của ảnh. Còn ăn, đây là kỷ lục, lúc mà tụi em ở ký túc xá ăn cái tô, khi nào ăn nữa rồi mới rửa. Ăn nữa rồi mới rửa. Dạ, để thí vậy đó. Dạ cái tô đó lúc mà về sống với em vẫn còn. Sau gần 10 năm chinh chiến với ảnh thì vẫn còn. Nhưng mà sau khi về với em là em cho nó vô gốc rồi. Ngộ ha, chồng em có những cái nguyên tắc rất là ngộ. Rồi coi gì nữa. Dạ đối với em thì như vậy là tạm thời là hết. Tạm thời là hết, tức là vẫn còn rồi đó. Thôi bây giờ tạm thời, bây giờ cho Vinh. Linh có tật xấu gì không? Cái đầu tiên á là cái bữa đầu tiên mà về nhà chồng, sáng dậy ba mẹ chồng 5:30-6 giờ dậy, chồng cũng 6 giờ dậy, chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà các thứ, chuẩn bị bàn ăn uống xong rồi vô đập mấy lần mới chịu dậy. Vậy ăn xong rồi ngủ tiếp. Do bị mất sức hay sao mà mệt mỏi? Dạ bữa đó mà anh còn kêu em dậy 3 giờ sáng nữa anh. Thôi cái đâu. 3 giờ sáng. Dạ, bữa đó là phá nguyên tắc đúng không? Dạ đúng không? Bởi vì người ta mệt, người ta cảm đi bữa đầu tiên. Không có. Những ngày sau cũng vậy luôn á, cứ về ngủ với nhà chồng rồi như là cứ 8, 9 giờ mới dậy, rồi mọi người dậy chuẩn bị hết rồi. Rồi còn gì nữa? Cái nữa là vợ rất là ngăn nắp. Tính em thì em không có được vậy. Vợ là cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, đụng đâu cũng dọn. Vậy là đối với em cái đó là tính tốt hay là tính xấu? Tính xấu. Ủa tính sao xấu? Vậy? Ngăn nắp quá. Mình xong việc rồi mình dọn lần luôn. Còn này là ăn tới đâu dẹp tới đó. Ăn tới đâu dẹp tới đó. Hay cằn nhằn, vụ đó là cứ cằn nhằn với em mà vợ mà về quê bữa mà em ở đó thì bữa sau lên là đầu tiên đi ngó trong phòng trước. Có gì đó mà chết rồi bắt đầu nhăn em trước rồi mới tính gì tính. Rồi tiếp theo, cái tôi của vợ em nó hơi cao chút. Khi mà có vấn đề mà mình tranh luận với nhau á, không chịu dàn xếp với nhau mà cứ muốn cãi cho tới cùng vậy đó. Chi tiêu của vợ em sao? Vợ em chi tiêu hơi nhiều, thích mua đồ. Mà mua xong nhiều khi bỏ đó không tìm xài. Hơi bị hoang phí phải không? Dạ, nhiều khi cũng có cái tật đó là mua nhiều khi em quên có cái áo đó em lại mua một cái giống y chang nữa. Rồi bây giờ em mong muốn ở Vinh thay đổi điều gì? Em mong muốn là khi mà ảnh trong cách cư xử á, lắng nghe em hơn xíu nữa. Bớt nguyên tắc lại là sống. Ví dụ chỉ mỗi việc tắm thôi, khi nào mình dơ thì mình đi tắm thôi. Chứ không phải là 24 tiếng hay là giặt đồ là phải nhiêu như vậy. Bớt những cái nguyên tắc già đó, đúng không? Ấu trĩ quá. Còn Vinh, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ phải chịu lắng nghe một chút, tránh những cái xung đột mà vợ bớt cái tính là hay nóng giận.
Cái thứ hai là em muốn vợ tiêu xài mà có tính toán trước, và cái nào cần mình mua, chứ không phải cái nào muốn thì mua. Chị thấy như vậy nè, ở đây rõ ràng vợ thì có những cái không thể hiểu được em, bởi vì em có một số những cái nguyên tắc mà nó gần như là cái bức tường thành mà vợ em không thể nào mà phá nó ra được. Cho nên vợ em cảm thấy rất là bực mình với cái chuyện đó, là vì vợ em không thể hiểu được những cái điều mà gọi là sâu lắng nhất, hoặc là những cái điều mà vợ em muốn tìm hiểu về em. Ngược lại thì em làm cái điều đó bị gọi là bị quá, tức là bị hồ hởi quá đó. Thì ở đây cái phương pháp nó chưa được đúng, không phải là không đúng mà nó hơi bị nhanh quá. Với một cái người chồng mà cái cuộc sống của anh nó nguyên tắc quá lâu như vậy, nó có nền tảng từ xưa rồi, thì mình phải phá từ từ. Chứ mình không thể nào mình dùng búa tạ mà mình đập được liền, là cái phản ứng của người ta là ta phải bảo vệ ngay lập tức, đúng không em? Cho nên rằng mình phải từ từ, mình mưa dầm thấm lâu. Thì cái việc của tụi em sau ngày hôm nay là tụi em phải chịu khó ngồi nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau một cách tụi em tưởng tượng như tụi em đang yêu nhau để tìm hiểu đi. Bây giờ mình được yêu gần rồi đó, mình không phải yêu xa nữa. Và làm đúng phương pháp, chứ đừng có ồ ạt quá, đối phương sẽ sợ. Hả Linh ha? Em cứ từ từ nha. Cảm ơn hai em. Nào mà hai em gặp nhau rồi yêu nhau rồi cưới nhau? Đó là hai vợ chồng em có quen một cô bạn, là cô bạn chung. Rồi cô bạn đó rủ đi uống cà phê, rồi rủ vợ bạn em đi ăn bột chiên. Hai vợ chồng em gặp nhau. Tức là em quen cái cô bạn đó là quen theo cái kiểu gì? Thực ra là cô bạn đó là làm chung với mẹ em. Mẹ em cũng thích là tính tình của cô bạn đó, cũng là muốn cho hai em tìm hiểu nhau. Có nghĩa là cái cô bạn đó là gia đình em muốn em tìm hiểu. Dạ. Rồi còn em quen cái cô bạn đó là với cái kiểu như thế nào? Dạ, em cũng là bạn. Rồi mà tại sao lại không chịu cô kia mà lại chịu cô này? Cô này có gì đặc biệt không? Thì đó, bởi vậy. Lúc đầu mà gặp vợ em á thì thấy vợ em nói chuyện rất là thành thật với nhỏ nhắn mà lại rất xinh. Sau cái ngày gặp đó là khoảng 3 đêm mà thức trắng. Cứ tương tư vợ, giống như là tình yêu xét đánh vậy. Tương tư vợ rồi xong rồi đối với cô bạn kia thì sao? Có cảm thấy có một chút áy náy không? Dạ, tại vì cô bạn kia là chỉ mới nhắn tin giống như bạn bè bình thường thôi chị. Vậy thì em gặp ảnh gì về nhà có nhớ anh không? Dạ, đối với em thì lần đầu tiên gặp cũng có chút là gọi là có thiện cảm với ảnh á, tại nhìn ảnh hiền á. Chắc chắn là em sẽ là người chủ động là tán tỉnh cô gái này, đúng không? Suy nghĩ đủ mọi cách. Sau một thời gian mà nhắn tin qua lại khoảng hơn một tháng á, thì có rủ vợ em đi Vũng Tàu, đúng là ngày sinh nhật của vợ em. Rồi em lên kế hoạch là tặng quà, rồi tỏ tình ở ngoài biển luôn. Rồi ở Vũng Tàu mấy bữa? Ở Vũng Tàu hai hôm chị. Hai hôm? Rồi hai đứa ở đâu? Bắt đầu đi là em suy nghĩ không biết là thuê hai phòng hay một phòng. Nhưng mà đi đến đó thì khách sạn hết phòng. Còn một phòng thôi. Một phòng mấy giường? Phòng cũng có một giường thôi. Trời ơi. Lúc đó mấy anh ở trong công ty á, biết em đi chơi vậy đó, rồi cứ nhắn tin, gọi điện nói mà đừng có manh động quá nha, đừng có làm gì quá mới có vợ được, chứ làm quá là không được. Hồi đêm đó không có làm gì không em? Dạ không. Thì một chuyến đi rất là an toàn, đúng không? Và sau đó thì về là bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ chắc cũng khoảng gần một năm á. Một năm sau lúc mà cái ngày đám cưới thì bắt đầu mới có đêm động phòng. Dạ. Vui không? Cũng vui lắm vậy, nhưng mà lúc đó mà đám cưới xong á thì hai vợ chồng cũng mệt lắm rồi. Mệt chứ sao, mệt uống rượu đồ chúc bàn đồ mệt. Vợ em thì lúc đó nằm một chỗ rồi, mệt nhiều lắm rồi. Gặp là đêm đồng phòng nên cũng nói vợ cố gắng đi vậy, để có kỷ niệm sau này. Vợ nghe lời không? Dạ vợ cũng nghe lời, nhưng mà lúc đó thì phòng của ba mẹ đó ở sát phòng của em. Rồi hai vợ chồng em của em cũng gần đó. Nên hai vợ chồng cứ rón rén. Trời ơi. Không có thoải mái cái suy nghĩ của mình. Đó, tại vì thường ai cũng vậy, cái cặp cô dâu chú rể là thường cái đêm tân hôn á là ai cũng mệt mỏi hết. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa nào ghen nào? Vợ em vậy. Tại sao em lại ghen với ảnh? Tại vì cái lần đó là ảnh đi đám cưới bạn á, ảnh đi về khuya lắm. Ở nhà thì em cứ trông á, em sợ ảnh say rượu á, rồi ảnh chạy xe rồi không biết có sao không á. Rồi xong cái ngày đó khoảng mấy ngày sau, vô tình em thấy được cái hình của ảnh với một cái cô bạn nữa, như là bị chụp lén á. Nó kiểu như là ảnh dìu dìu chứ cũng chưa hẳn ta, tại hình cũng mờ mờ á. Lúc đó em vừa thấy hình em không cần biết, em gửi lại cái tấm hình đó cho ảnh liền luôn. Ảnh cứ gửi cái mặt cười, ảnh cười khà khà bình thường vậy đó. Ảnh kêu tại bữa mấy đứa bạn nó thấp, nó kêu là dám để cho nó đốt nhà, hơn nó đốt nhà là nhà cháy.
chồng em thì từ nào thì chưa thấy em ghen á, tưởng hồi quen tới cưới á, ảnh khẳng định là em có ghen cho nên ảnh cho người ta chụp luôn. Thì em mới tức quá, ấm ức quá, nói không lại ảnh rồi cái gọi về nhà cho ba mẹ chồng em nhắc mẹ em, tại vì ba mẹ em cũng tâm lý cũng thương lắm. Em gửi hình cho mẹ em xem luôn, cái không biết sao mẹ gọi cho ảnh, cái mẹ la chứ sao, cái khuya về cái gì mà giờ ảnh ôm em cái nói anh xin lỗi với em, dâu ảnh sai rồi, sau này thì ảnh không có làm vậy nữa vậy đó. Rồi bây giờ thì còn ghen nữa không? Dạ không. Xong đêm đó là thôi, tại vì em hiểu cái tính ảnh. Rồi giờ kể thật xấu anh ra đi. Ảnh thì cũng không gọi là xấu lắm, chỉ có cái là ảnh làm cái gì á, ảnh làm cho nhanh, làm cho xong, em nhờ là ảnh gì làm sao miễn cho có là được rồi, chứ không đặt cái tâm vô trong đó để làm. Bình thường ít nói nhậu về cái phàn nàn em, sao em khó quá em không cho đi nhậu. Mấy tháng là anh mới đi nhậu một lần mà em cũng khó với anh nữa. Một tháng hoặc là hai tháng mới đi một lần thôi chị, nhưng mà về cứ bị cằn nhằn, bây giờ khó chịu. Vậy hả? Dạ. Mấy giờ em về tới nhà? Khoảng 10 giờ là về tới nhà rồi chị. 10 giờ đã có mặt ở nhà rồi. Mà vợ cằn nhằn quá rồi khó chịu vậy. Thôi ghét quá mày, một ba tháng nhậu lần nữa đi. Vợ em thì sau khi cưới thì phát hiện ra một tính là ngủ nướng. Mỗi khi đi làm là em phải thức dậy sớm, phải gọi vợ dậy mới bước ra khỏi giường thôi. Còn không gọi có khi là, nếu mà em đi làm luôn, có khi là vợ lại đi làm trễ. Ngủ nướng nè, còn gì nữa? Rất là ít nấu đồ ăn. Thường chỉ nấu những món vợ thích thôi. Còn những món khác thì để chồng nấu. Còn việc nhà thì thường là em, phần lớn là em. Dạ, người ta thường có tivi, gọi là tivi điều khiển và giọng nói đó. Còn em giống như là robot mà điều khiển và giọng nói. Vậy đó hả? Dạ. Vậy mà sao trách ảnh làm việc vô tâm trời. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ chưa chị. Em cũng trong lắm, giờ thấy như thấy con người ta đó, thấy ai cũng thương cũng nhớ á. Cứ hả thấy con đít mà em ẵm cái là tối giờ em ngủ em nhớ đó. Vậy thì bây giờ phải phụ thuộc vô anh này. Có nghĩa là làm việc có tâm chút xíu, đúng không? Nãy giờ vợ mới tố cáo là vô tâm đó, làm cho có cho rồi cho qua loa đó. Nhanh. Cho nên bây giờ là muốn ấy là phải làm có tâm chút xíu. Chuyện mà có con cũng vậy, vợ em thì thích con gái. Rồi cứ nghe người này nói bài uống thuốc này hay là uống rượu này là cứ rủ em là hai vợ chồng mình đi đến đó. Dạ thật ra là do em với ảnh hai người lớn lên với hai cái môi trường sống khác nhau á. Ảnh thì gia đình ảnh hạnh phúc từ lúc nhỏ rồi. Còn em thì tuổi thơ của em không có được vui. Mẹ em thì đi làm xa. Em với em gái thì ở nhà với bà ngoại. Ba em bỏ đi hồi lúc mà hai chị em còn nhỏ xíu à. Lúc đó là ba mẹ con không có nhà để ở. Giờ nhờ ngoại cô mang, mẹ đi làm xa rồi. Xảy ra nhiều chuyện lắm. Cay đắng là mẹ em chịu nhiều lắm. Rồi hai đứa cũng trải qua nhiều chuyện. Em gái em thì nó nhỏ, nó hay bị bệnh á. Cái tuổi thơ của em là niềm vui nó ít dữ lắm. Mỗi lần em đi tới nhà bạn chơi á, đạp xe đạp qua nhà nó chơi mà thấy nhà nó mà gia đình nó quay quần vui vẻ với nhau là em quay đầu xe em đi về, mà đi dọc đường cứ khóc. Chưa bao giờ em suy nghĩ em sẽ có được một cái gia đình như thế này. Lúc em quen ảnh, anh cũng biết, em cũng kể cho ảnh nghe, anh cũng tiếp xúc với gia đình em, anh cũng biết á. Nên ở nhà hồi lúc mà bà ngoại còn sống á, bà ngoại cũng thương ảnh lắm. Bà ngoại mất rồi hả? Dạ bà ngoại mất. Dạ bà ngoại mất gần một năm rồi chị. Bà ngoại cũng như là mẹ em. Lúc đó ảnh nói với em á, em yên tâm đi, em mà về với gia đình anh á, anh đảm bảo với em là cái cuộc sống của em nó sẽ khác. Vật chất thì ảnh không có cho em được nhiều, nhưng mà cái tình cảm thì chắc chắn. Nhưng mà thật sự là những gì ảnh nói được thì ảnh đã làm được hết. Thật sự là ba mẹ chồng, nhưng mà đối với em là cũng giống như là ba mẹ ruột. Ba mẹ đối xử với em không có thua đối với ảnh vậy đó. À thì chính vì cái tuổi thơ như vậy thành ra là đối với em á, mọi thứ em cứ bị rụt rè là lý do đó, đúng không? Dạ. Nhưng mà chị nghĩ là đã đến lúc mà em phải ngừng cái suy nghĩ đó lại. Là bởi vì sao? Em thấy rõ ràng em nói được cái câu là em không tưởng tượng được em có một cái gia đình như thế này. Dạ. Đó thì nhưng mà rõ ràng đây là sự thật rồi. Em có một người chồng quá yêu thương em, rồi là ba mẹ chồng nữa, đúng không? Cho nên là những cái gì mà tiêu cực á, em bỏ qua một bên hết đi. Em phải tự tin vào những gì mà em đã làm được. Để làm gì? Em còn giúp em gái em, giúp mẹ. Nhất là mẹ, mẹ lớn tuổi rồi, đúng không? Nhân cơ hội này em cũng có điều gì muốn chia sẻ với mẹ mình hay không? Mẹ ơi, gần 20 năm nay á, cay đắng mẹ chịu nhiều lắm rồi. Con biết cái mẹ mong muốn nhất á, là muốn cho con với em á, có được cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ thì mẹ cứ thể mà mẹ yên tâm rồi. Con gái của mẹ đang hạnh phúc lắm.
với ba mẹ chồng? Dạ, em có vài lời em gửi tới ba mẹ em ở nhà. Cái thời gian qua con về nhà mình là cũng được một năm rồi á. Con không có giỏi, con không khéo léo, con không biết nấu ăn. Nhưng mà con tới với gia đình mình, con có tấm lòng. Con cảm ơn ba mẹ. Chồng có muốn nói gì với vợ không nè? Anh chỉ muốn nói là anh sẽ quan tâm và chăm sóc, yêu thương em như cái lúc mà anh tỏ tình với em, cho em gia đình hạnh phúc nhất. Anh xin chúc cho hai em lúc nào cũng hạnh phúc, tràn đầy niềm vui trong gia đình. Và trong năm tới sẽ đón chào một thiên thần sẽ xuất hiện trong gia đình của chúng ta. Cảm ơn. Nó cũng tại vì ảnh làm cái ấn tượng cho em nó quá nặng. Em chưa có mở lòng được nữa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là em là sẽ không có cho ảnh để người ta coi thường. Người như ảnh cái phẩm giá cũng rất là con người ta, mà phẩm giá đâu phải là coi thường đâu chị. Người ta vẫn phải đi cưới vợ giàu hoặc là vợ đẹp hoặc là vợ giỏi giang được. Đó, không ai có thể là khinh thường một con người được hết. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Em xin chào chị Hồng Vân, chào Quách Ngọc Tiên, chào quý vị cô chú anh chị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Đức Hiền, năm nay 45 tuổi, nghề nghiệp là nhân viên điện lực, công tác tại trạm biến điện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Và cái nghề phụ là YouTuber ở kênh YouTube Đức Hiền Cần Thơ và kênh YouTube Thiện Nguyện. Đây là xã em. Thì em là Nguyễn Thị Kim Tơ, năm nay em 44 tuổi. Em nghề nghiệp là nội trợ. Thì mấy năm nay thì thêm một nghề phụ nữa là làm caramel phụ trong xã. Quay đăng YouTube á. Vậy đó. Dạ, đi quay thiện nguyện. Dạ. Hay quá. Dạ. Cái kênh đó mình tự gây dựng luôn hả anh? Đúng rồi. Là không ai qua ai bảo trợ anh hết, anh tự làm trực tiếp. Không, hiện nay thì đang được MCV Network quản lý. Kể cả bên fanpage bên YouTube luôn. Vậy là tốt quá. Dạ. Là cái lượng subscribe của mình là bây giờ bao nhiêu rồi? Dạ chị, hôm nay thì kênh của em được 42.000 sub. Trời ơi. Dạ. Cái nội dung của mình truyền tải trên kênh là thường thường là cái gì ạ? Cái nội dung kênh Đức Hiền Thơ là chia sẻ yêu thương, em cất nhà tình thương với lại thăm những hoàn cảnh khó khăn để mà giúp đỡ. Nói chung là thiên về thiện nguyện á. Thiện nguyện. Dạ, thiện nguyện. Thì em cất cũng 28 ngôi nhà rồi chị. Wow. Rồi hai vợ chồng là từ dưới Cần Thơ lên đây. Dạ đúng. À vậy hả? Tụi em lên lúc nào vậy? Dạ em đi lúc 4 giờ sáng lên, cũng tới đây khoảng sớm, hơn 9 giờ chút. Dạ đó hả? Lên đây cũng sớm. Xong chút xíu nữa là quay xong là mình đi về luôn. Dạ về luôn. Không em tính lâu lâu cho bà xã rửa phèn cái đi ra Vũng Tàu chơi. Rửa phèn. Trời ơi dắt bà xã đi chơi. Dạ. Ủa anh chị là kết hôn với nhau được bao lâu rồi anh chị hả? Anh năm nay là 13 năm. 13 năm. Dạ 13 năm. Đúng rồi, năm 2009. 2009. Được, mình được bao nhiêu bé rồi anh chị? Dạ, được một bé, bé năm nay 12 tuổi. Dạ. Dạ. Kết hôn lâu vậy rồi bây giờ liệu có nhớ được một chút xíu gì cái lần đầu tiên mình gặp nhau không? Tại vì là cái lúc đầu á, giờ chị Vân biết sao là nó ấn tượng không? Tại vì ảnh xấu dữ lắm, em không có chịu. Em không bao giờ chịu, xấu trai dữ lắm. Mà thêm ra là... vậy luôn hả chị? Xấu lắm, bây giờ là đỡ đỡ cũng như làm thể như làm thiện nguyện lâu ngày tâm sinh tướng hay sao chị? Em thấy rõ rệt luôn là tâm sinh tướng, chứ lúc trước là ảnh, bây giờ là ảnh như mừ đi. Lúc trước anh chỉ có 4 năm thôi hả? Trời ơi xấu dữ vậy luôn. Xấu dữ lắm. Trời ơi, trong mắt bả mà em xấu dữ. Xấu dữ lắm, em nói chị đen xì à. Ê, lúc đầu á là em á thì nhà em thì kinh doanh buôn bán, tối ngày thì em bán xong rồi em ở nhà với mẹ em không à, em không có đi đâu hết trơn á. Rồi cái em đâu có để ý tới ai ngoài đường, nhưng mà mấy người thanh niên thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Hồi xưa á mấy bà xưa nói mày có chồng mày lựa nghe, chứ để mà không phải mày khổ. Mà mình cũng lựa lắm, mình không có để ý, mình để đi tùy duyên đi. Thì ông anh của em á là ảnh hay đi đá banh, anh mà anh bà con chứ không phải là anh ruột. Thì đá thì anh này không biết anh có ý đồ hay là sao thì em không biết. Ảnh cũng xuống cái sân banh ngay chân cái nhà của em, là nó có sân banh trước cổng lộ á, thì em đi chợ đi về đó. Em đâu có để ý, em đâu có biết đâu, mà ảnh thì để ý mình không biết. Đó. Cái nhờ ông anh ổng xin số điện thoại. Em không cho, em nói trời phiền phức lắm. Em nhìn ông nói trời ơi ông nội này ông xấu dữ vậy trời. Mình mới không có cho số điện thoại, mình gặp ông xấu dữ lắm, em không có chịu nha, đừng có cho số điện thoại nha. Mà ông biết ông mò đâu ra mà ông tìm được số điện thoại của mình. Cái ông mới điện. Ông điện cái gì thì mình biết ông là tên Hiền rồi, thì ông nói ông tên Hiền thì mình biết ông tên Hiền rồi, mình cũng biết ông rồi. Thôi anh ơi, em không có chịu quen.
mình cũng tìm cách để từ chối được kia, mà ổng cứ điện thoại hoài mà mình không có quen. Đó thì em thấy cái mặt ổng rồi là em không bao giờ quen, ổng xấu dữ lắm, em nói thẳng là ổng xấu dữ lắm, thế luôn là cái không có ấn quen. Em sao sao mà em gặp cô này lúc nào? Em cũng chia sẻ cho chị Vân với cô chú khán giả được biết nha. Thì cái năm 2008 á, lúc đó là em 29 tuổi. Đó thì thấy cái mình làm công tác ở trạm ứng điện á, thì cái trạm ứng điện nó thường thường ngay ngoài lộ. Chiều thì mình ở trong cơ quan trong trạm luôn. Đó thấy bảo cái chiều có người đi chạy ngang mà thấy đẹp gái lắm. Đi xe đạp hay là không? Chị Honda, nó đi Honda. Tại chiều là bà cái chị này đi lấy tiền thịt á, đi bán thịt heo mà. Cái chiều chạy qua thấy đẹp. Cái mình hỏi được lần lần nó nhà nó dưới Bông Giang đó, rồi đến coi bả chạy qua chạy lại đó, rồi xin số thì cái ông anh cuối cùng không cho. Thì lúc đầu cũng nhắn tin điện thoại rồi đó, rồi cũng làm quen xong rồi rủ đi chơi, nào không chịu đi. Rồi sau này không biết sao rồi mình cũng nhắn tin gì đó, rồi cái thời điểm đi học trên thành phố là năm 2000 cuối 2008 đầu 2009, rồi Tết á em về đó em mua bông tặng đó, rồi đầu tự nhiên cổ cảm động của bông, mà tặng bông, mà tặng bông dữ lắm chị, tặng bông mà bông gì, bông 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 gì tiên tiên mà cái xíu, bông xíu. Mà Tết á vậy là người ta bán chân Tết hồng tiểu muội, hồng tiểu muội vậy đó. Đúng rồi, em tại em đi học về, thời điểm đi học về đúng là gần Tết mới đi học về anh. Nhưng mà anh đeo đuổi chị, anh biết là chị không thích anh không? Biết, cứ nhắn tin nhiều khi mà không muốn trả lời nữa. Sao lì vậy? Mà lì hoài, mình nói ta nói là nhất cự ly gì tốc độ gì. Anh lì lắm, anh điện thoại một cái em nói chị là thôi đi, nó hoài mà em nói đừng có nói nữa, gì đủ rồi, không em không có chịu. Nhưng mà lúc đó hiền không? Là hiền lành không hay là... Cái nét thì rất là hiền, nhưng mà quậy lắm, quậy lắm. Nhiều gái theo không? Em nói chị gái thì em không có để ý, em không biết. Nhưng mà tật xấu rất là nhiều. Ủa, ảnh nói chung là để phần 2 kể tật xấu. Dạ, giờ cái lần đầu tiên ảnh mới hẹn đi chơi là em không có cho gia đình biết. Là nó nạo ngay đi chơi đó, là ảnh hẹn đi coi phim ca nhạc, hay ca nhạc không, ở nhà văn hóa Thốt Nốt á, là coi ca nhạc. Có nghĩa là cái điều gì ở ổng mà em chấp nhận em đi chơi với ổng vậy? Mình thấy anh nói chuyện thiệt tình của mình thử đi. Mình thử mình đi với ảnh đi, mình đâu có chết chóc gì được, thì quen được thì thôi. Xong cái đi coi ca nhạc, mà trong đó nó tối, nhưng mà dẫn nhỏ cháu theo nữa. Dẫn nhỏ cháu nữa, đúng không? Nhỏ cháu cũng 12 tuổi. Đó, nhỏ cháu gái á, thì vô trong coi phim nó nạo nghe nha, ảnh cũng tìm cách tấn công mình lắm. Ảnh thò nắm tay rồi kia mà mình không chịu, mình nắm tay là dữ lắm. Hồi xưa má nó nắm tay đừng có cho gần gũi chân nha, mình không cho nắm tay nữa. Nắm thì mình cứ gịch gì hoài, một hồi nắm cứng gì luôn nè. Đó, giờ cái xong đi, xong cái lần đó đi, cái mình cũng để cho qua đi. Em quen ảnh xong rồi đi chơi vài lần thì em thấy ảnh cũng như là bị xã hội coi thường. Bị xã hội coi thường, cái đó thì nó vô trong cái tâm em cái nữa. Đó, nó vô trong cái nội tâm em cái nữa. Cái cũng đi chơi nhiều lần rồi. Cái lần đó là ảnh nói về nhà ảnh chơi, thì mình nghĩ như về nhà chơi thôi. Thì cái lần đó về nhà chơi nó nạo ngay mình, gia đình em cấm cản lắm, không cho quen ảnh đâu, tới nước về nhà chơi sao cho được. Đó, mẹ mới nói là không nghe, nếu một khi mà con đã tới nhà người ta chơi, đó là nó đã giới thiệu con với gia đình. Thì trong bụng lúc đầu là mình nghĩ nó có sao đâu, thì mình tới đó không được thì thôi, chứ cũng như là mình đi chơi với một người bạn thôi chứ có gì đâu. Giờ cái xong cái đi vô trong nhà anh chơi, vô nhà anh chơi thì thấy gia đình quá trời luôn. Nó kêu bằng là mình vô đó mình thấy là cái nội tâm của mình yêu ảnh nhiều hơn. Đứt ruột. Đứt ruột luôn đó. Nhà mà hồi xưa mà nhà loại mà mình đắp bằng đất với gom á, chị Dân nhớ không? Đất với gom mình đắp vô, mình đắp lên cái miếng cây tre á, đặng mình dựng lên ở á. Nó rất là nghèo luôn á chị, nhưng mà 6 anh em lận. Vậy là lúc đó là nó là tình yêu hay là tình thương hại? Cái đó lúc đó mình cũng chưa, nó mình thấy vừa thương ảnh mà tội cho ảnh, chưa có vô tình yêu nữa. Dạ. Như cái tình là thương, mình muốn thương bảo bọc ảnh luôn vậy đó. Giờ cái đi vô thấy rồi xong về cái em lại yêu thương ảnh nữa. Nó cũng tại vì ảnh làm cái ấn tượng cho em nó quá nặng, em chưa có mở lòng được nữa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là em là sẽ không có cho ảnh để người ta coi thường. Người như ảnh cái phẩm giá cũng rất là con người ta, mà phẩm giá đâu phải là coi thường đâu chị. Người ta vẫn phải đi cưới vợ giàu, hoặc là vợ đẹp, hoặc là vợ giỏi giang được. Đó, không ai có thể là khinh thường một con người được hết. Cái em mới nói là thôi bây giờ mình phải là cũng như mình trong lòng mình làm thế, như là mình phải yêu thương ảnh vậy đó. Đó thì nhà em sao? Nhà em là giàu không? Hay là... Nhà em thì kinh doanh, nói chung thì ba mẹ em cũng kinh doanh, cũng dư nhà nói chung cũng khá giả. Đất cũng nhiều. Cũng khá giả. Dưới quê mà bán thịt heo là khá lắm. Dạ. Nhà em thì dạ, con hồi xưa thì cha mẹ là huấn luyện như là quân đội vậy đó.
Nói chung là tự lập, tự cái gì cũng tự hết, rất rồi, là giỏi nha. Rồi lúc mà em trốn trốn nhà, tức là nhà không có cho em quen với ảnh, dạ, tới tới lúc mà nhà biết em quen với ảnh thì sao? Dạ thì cũng phản đối dữ lắm. Nhưng mà tới lúc mà em chọn ảnh là mẹ em có nói là, cha mẹ nói là không được nha. Thì em mới nói là dạ thưa cha mẹ, thì cái hạnh phúc là do con lựa chọn. Hạnh phúc là lựa chọn đó. Thì con lựa chọn, con sẽ chịu trách nhiệm về cái hạnh phúc của mình. Dù sau này hay sau nữa nó có vấn đề gì tự con sẽ gánh lấy. Không để cho cha mẹ phải là buồn lòng đó. Nhưng mà mình nói thì mình nói, nhưng mà em cũng ráng bảo toàn. Nhưng mà ảnh cái tật ảnh nặng lắm. Tật gì? Ảnh nặng lắm thì cờ bạc đó. Hứa em hứa được nhưng mà hứa không, nhưng mà không bao giờ làm được. Hứa hoài năm chìm bảy nổi, em nói chị là bị hoài luôn. Là cứ chơi xong rồi trả nợ, đúng rồi, thì cứ làm gì hoài luôn đó. Nó như là mình không có được cái lối thoát. Rồi nhưng mà giờ hết chưa? Bây giờ thì dứt hẳn chưa? Dứt hẳn, năm 2018, 2019, 19 hai chồng em phải đi ra tòa luôn. Lý do là vợ của em là nó muốn ly dị cho em tự em suy nghĩ lại. Và thật sự là em đi ra lên tòa, em ra nhà trọ em ở luôn. Nhà cửa thì để cho hai mẹ con ở. Em ra nhà trọ là trong vòng khoảng một năm sau là em tự nhủ bản thân là phải thay đổi. Nợ nần em dàn xếp trả hết. Thì sau đó em mới làm cái kênh YouTube để làm quay chơi cho nó bỏ cái ngày thời gian mà nó để mình suy nghĩ tới vấn đề mình đi cờ bạc. Rồi tự động cái em quay những hoàn cảnh khó khăn lên, tự động có mạnh quân gửi tiền cho em, cái em đi em mới giúp cho bà con, cái thì em thấy em vui. Đó. Chị nói em á, đổi cái đam mê này thành cái đam mê. Đúng, nó như là thì có một cái sự sắp đặt trùng hợp đó chị. Cũng như là mình muốn ảnh quên cái đó thì mình phải dẫn ảnh đi sâu vào cái khổ. Để anh biết cái khổ, ảnh sẽ tìm ra cái chân lý của cuộc sống mình làm như thế nào để tôi sống là tốt. Trong vòng một năm sau là hai mẹ con lên rước em về, đoạn năn nỉ vậy luôn. Ủa mà em đang thắc mắc là gia đình của anh rất là khó khăn. Đúng. Và lúc anh cưới vợ chị về á là chị ở chung nhà bên ba mẹ, bên anh em bên đó là anh sao? Ở bên vợ. Ở riêng. Anh ở riêng bên có vợ. Nghĩa là ở trong vợ, nhưng mà cha mẹ vợ cho miếng đất, hai chồng mua đất riêng. Nghĩa là bên vợ là lo cho mình. Dạ. Nhưng mà lúc đó là khi hai đứa mà về cưới nhau được mấy năm thì có con? Năm sau. Một năm luôn á chị Trang. Dạ đúng một năm luôn á. Mà trong cái lúc mà coi như là lấy nhau rồi, có con rồi mà em vẫn... Dạ em vẫn hứa nhưng mà em không có lối thoát. Dạ. Cứ trả đầu này thì có nhiều lúc em vay tiền xã hội đen, vay tất cả tiền trên app. Tiền nóng trên app điện thoại, tôi biết là giống cái mà Facebook này nọ. Cũng dính vay. Luôn, dính trên đó luôn. Dính luôn. Bây giờ không có dây tiền đâu để mà đắp đầu này rồi đắp đầu kia rồi lúc em. Rồi em có nhớ, hai chồng có nhớ được là coi như là đổ nợ là hết cỡ bao nhiêu không? Có đoán được, có ước. Em đoán thì nó chiếm thằng tỷ luôn á chị chứ. Vợ em trả trăm. Đứng ra trả rồi. Ủa, những cái số tỷ không đó là chị trả. Đứng em trả luôn. Trả đây nhưng mà cuối cùng mình cứ trả rồi thì ảnh cứ ấy, cũng như là xe nhà thì ảnh mượn chạy. Đi cầm. Cầm xe. Cầm xong mà không cho em biết cái chỗ em chuột luôn. Đó, thì em phải tìm tòi ở đó em chuột xong ảnh vẫn mượn xong vẫn đi. Giờ tiền mấy cái người mà tao cho mượn mình trả rồi, mình nói mấy anh mấy chị thương giùm em khổ lắm, em thức đêm thức hôm em mằng. Hãy cho ảnh, đừng có cho ảnh mượn nữa, phải chi ảnh ngưng chơi á. Thì mình cho ảnh mượn trả đi rồi mình ngưng chơi mình trả, cũng không nói nữa. Còn này mượn hoài rồi lại chơi rồi lại trả rồi lại chơi, đó. Thật sự. Không có lối thoát, không có lối đi ra. Đúng, đầu tiên là chỉ biết đi coi đó banh cá 100-200 thôi. Sau này cái mình đá lên nhiều. Cái thua đá banh cái phải kiếm đường đi đá gà đặng mà chợ chung tiền đá banh mà đi đá gà trong trường gà có tài xỉu rồi tài xỉu mới tối sáng đi thua rồi chiều về quýnh số nó cứ dây mình lẫn, hoài lẫn, cứ lẫn không có vòng nào hết. Nhưng mà lúc đó em làm nghề gì để mà nuôi thì con? Em kinh doanh buôn bán đó. Bà xã em là bán thịt heo em, đó lúc trước em vẫn cứ, tức là khi tách ra rồi em vẫn làm em vẫn làm để mà nuôi con, làm chung với nhà mình luôn. Tách riêng em làm để mà kiếm sống luôn, tại vì ảnh như vậy rồi mình phải bư chải. Mà chị học em là rồi sau khi mà em bắt đầu chuyển qua cái YouTube á để em đi quay những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì cái điều gì làm cho em cảm thấy là em thích thú với công việc đó, và những cái hoàn cảnh thì thường là như thế nào để mà nó đánh động cái cảm xúc của em để em có thể từ bỏ được cái gọi là gì, cái tệ nạn á mà em đã bị vướng vô á? Dạ thì trong cái năm 2019 hai chồng em chia tay, em ra ngoài nhà trọ mà ở, thì lúc đó là em hứa với bản thân rồi giờ không còn gì trước sợ cái gì để mà sĩ diện gì nữa rồi.
Bây giờ thì nợ thì anh cứ dàn xếp lại anh Tiên ơi, giờ tôi làm tôi thiếu anh 10 triệu, tôi làm tháng tôi trả anh 1 triệu đi. Tôi còn trả nhiều người lắm. Chị Vân ơi, tôi thiếu chị 7 triệu hay cho trả anh tháng 500. Ừ. Chị A, chị B, C. Mỗi một tháng lương em giữ lại chỉ có 3 triệu bạc thôi. Ừ. Là em trả hết trong vòng 1 năm trời. Ừ. Trả hết. Thì... Mà lương em lúc đó làm tháng được bao nhiêu? Khoảng tầm 11, 12 triệu. 11, 12 lương... triệu. Rồi sao nữa? Thì cái thời điểm một năm trời em trả cũng muốn hết nợ rồi. Thì lúc mà em đi quay hoàn cảnh khó khăn, những người đầu tiên em quay là ở trên Trầm Mã. Tự nhiên em thấy có một cái chị gửi cái tiền vô, là không để bí danh gì hết. Mà chỉ để là giúp đỡ cho cô Hầu bán vé số thôi. Thì em đến lấy anh trao cho cô đó mình mừng. Mình thấy là... Mình làm được cái điều tốt đúng không? Đúng rồi. Mình cảm thấy như mình cảm quá bản thân mình. Cái đó là lần đầu tiên của ảnh luôn đó. Chị hiểu cảm xúc của em rồi. Tức là từ trước á, khi tức là cả một cái khoảng thời gian từ trước khi có vợ cho đến sau khi có vợ, sau khi có con rồi, thì bạn Hiền á, là bạn cảm giác là bạn chưa đem lại một cái không một cái hạnh phúc cho bất kỳ một người nào cả. Đúng. Kể cả vợ con mình. Chính xác vậy. Đúng không? Rồi sau khi á, mà em cảm nhận được cái điều mà em mang lại cho người ta, nó không những chỉ là hạnh phúc mà còn gần như là một cái niềm vui của mình. Tức là cái mà em đem lại cho cái gia đình chị Hậu đó, đó không những là hạnh phúc mà nó là cả cuộc sống của người ta. Yeah. Cái cảm giác mà em được cưu mang, em được bảo bọc một cái cá thể khác á, thì tự nhiên nó đánh thức cái người đàn ông ở trong em, cái người đàn ông đầy trách nhiệm ở trong em và cái trái tim của em. Cho nên là em thay đổi là cái đó. Tại vì em á, là vì khi mà tại sao là với vợ thì chưa có được cái điều đó là bởi vì sao? Khi mà Hiền đến với em á, Hiền thua em về rất nhiều thứ. Đó, và Hiền cũng đã chịu những cái mà cấm cản rồi coi thường từ gia đình vợ, từ những mọi người gia đình áp lực với anh. Đúng rồi, cho nên là Hiền chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đem lại hạnh phúc cho em. Cho nên là cái mặc cảm đó, cái trái tim đó nó chưa mở ra được. Cho đến khi mà gặp một cái hoàn cảnh khổ hơn mình, yếu đuối hơn mình, thì Hiền làm được cái điều đó là tự nhiên cái trái tim nó thức tỉnh đó, em biết không? Là cho nên là bây giờ bạn này là bạn mở luôn, mở lòng, mở trái tim, và nó khơi gợi cái người đàn ông đích thực trong người bạn. Xoay 180 độ luôn. Em nói cho Dân nghe là nếu mà cái vị trí anh Hiền, khi mà cái số tiền Mạnh Thường Quân gửi á, nếu một người xấu em số tiền đó để lấy tiền trả nợ hay làm cái gì cũng được, nhưng mà cái phần con người của ảnh, phần tốt trong người ảnh còn rất là nhiều, và ảnh cầm cái số tiền đó ảnh tặng lại một cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì từ đó giúp ảnh thức tỉnh được mọi thứ. Thì bởi vậy cho nên á, qua cái câu chuyện của Hiền á, thực sự là Vân cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả là ở trong cái cuộc sống này á, thực ra mỗi một con người là một cái cá thể độc lập, họ đều có, tức là mình có cái gì thì họ có cái đó, khối óc, trái tim, thì là đừng bao giờ nghĩ là mình hơn người ta. Có thể ở một cái giai đoạn này á, mình hơn người ta về một khía cạnh gì đó, nhưng mà không thể là suốt đời. Cho nên đừng bao giờ có một cái suy nghĩ là coi thường những người xung quanh mình, nếu như mà họ không có được cái tấm áo đẹp như mình, họ có được một cái xe sang như mình, hay là họ có được một cái nhà lầu giống như mình, đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Một ngày nào đó khi mà cái cơ hội đến, khi mà xung quanh họ có những người hiểu được cái tiềm ẩn của họ, thì họ sẽ trở thành một con người khác. Và lúc đó có thể mình chạy theo họ không kịp. Đó, cho nên là Vân cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người như vậy. Và rõ ràng là với một cái người vợ nhân hậu như thế này, thì rõ ràng là em gần như là một cái bùa đó, giống như là ở trên trời á, đưa một cái bùa xuống á, để cho Hiền bám vào cái bùa đó, bây giờ trở thành con người mới vậy, một con người mới luôn. Đúng không? Không còn thấy Hiền như là xoay chuyển hồ 380 độ luôn. Ở đúng sớm thì bây giờ ai cũng nói vậy. Anh Hiền là tính ra là cuộc đời của anh cực kỳ may mắn. Đúng. Em thấy anh rất chính là may mắn. Tuy anh sinh ra ở một cái điểm không tốt, đúng, cái vạch đích không tuyệt vời. Yeah. Nhưng anh may mắn ở đây là anh may mắn có được người vợ quá bao dung. Thực sự là
nãy giờ em nghe kể là em không hình dung một người như anh nha, vừa xấu, xấu, vừa nghèo, nghèo, đen, vừa ăn chơi, đen, ăn chơi, cờ bạc, đen đúa, xấu là xấu đó vậy. À, nói chung là xấu. Nhưng mà một tiểu thư có thể gọi chị đó, là tiểu thư như đó đi. Dạ. Chị vẫn chấp nhận, chị đúng, bỏ hết tất cả mọi thứ để mà chị cảm hóa ảnh hết lần này tới lần khác. Ngay từ đầu là đã người ta không chấp nhận được rồi. Không chấp nhận. Đến lúc cưới về vẫn tiếp tục cờ bạc, chị vẫn chấp nhận, chị bao dung và để cuối cùng cảm hóa được anh Hiền là một người như thế này, thật là anh may mắn lắm luôn. Đúng, chính xác. Thật sự là Đức Hiền cảm thấy rất rất là may mắn khi mà được có một người vợ như thế này. Bây giờ thì ổn rồi, bây giờ thì có nghĩa là cái công việc của em á là hoàn toàn là công việc cực kỳ có ý nghĩa, đúng không? Cả hai vợ chồng luôn. Đó thì thôi, sẵn đây á, là lúc mà em kể tiếp một cái tật xấu của Hiền lúc mà em về làm vợ Hiền đi. Dạ, ảnh thì cái lúc trước khi quen á thì em nói chị đàn ông thì ga lăng đúng không, anh nói chuyện ngọt, còn ảnh nói chung là em cũng biết sao mà em thương ảnh nữa, cọc lóc hả chị, cọc cằn nè, không ga lăng nè, nói chung là chị cứ giận đúng không, chị giận chị ngồi chị ngẫm đi, chị ngẫm buổi trời chị nào vui tự chị vui kệ chị, rồi hồi hỏi mình chứ hết chưa. Hết chưa, rồi giờ vui lại chưa, vui nói chuyện tiếp. Trời đất ơi, không có vút ve chiều chuộng. Không vút ve, không năn nỉ. Mà nói chung tới thời điểm bây giờ con gái em năm nay nó là 13 tuổi ngoài, 12 tuổi trong, là năm nay em lấy ảnh 13 tuổi, 13 năm đi. Năm quen nó là 14 năm đi. Mình tính từ thời điểm là 13 năm đi. Chưa có gì gọi là nói ngọt với em hết. Anh khô vậy luôn hả anh? Khô gan, khô khóc luôn. Có tặng quà, tặng không đâu, tặng bông gì cho vợ. Không, không, không có cái gì hết trơn. Em không nói chị từ gì, lời ăn tiếng nói, từ tới cái gì trong cái thời điểm mà quen em đó ha, không có gì luôn. Mà ảnh chắc ảnh cũng may mắn lắm á chị mới được em á. Bởi vậy nãy em nói thiệt luôn á, từ tới ăn uống nè cho tới cách dỗ dành hay hoặc quà cáp, nói chung là bao dung tất cả, em không có hình thức gì vấn đề đó luôn. Tại vì chưa có tặng em một cái gì trên cuộc đời ô trọc không luôn. Có một cái lần đầu tiên đó, tại vì ảnh không có tiền, ảnh phải mượn đó. Đi học về tặng hoa gì đó. Hoa xứ mũi gì là hồng, mà hồng, cái ngày 20 không tiểu muội 27 28 Tết đó chị. 27 28 Tết mới tặng em hai chậu. À là đó. Hồng tiểu muội đó. Dạ hồng tiểu muội. Mà tặng là lại cái quầy thịt đó tặng. Rồi thêm một lần đầu tiên ảnh tặng cho em là một con gấu trị giá là 500 ngàn. Là ảnh phải gấu đi mượn tiền người ta. Có nghĩa là tặng gấu bông á là có thể phải được thời điểm đó là cô này chịu đi chơi với mình rồi, là đi lên Long Xuyên đó. Thì nhà thốt nốt lên xin cách nhau có mười mấy cây số à. Đó thì cũng là đi chơi tặng được con gấu bông. Nhưng mà gấu bông cái thời điểm đó mà 500 ngàn là mắc. Lớn. Mà là gấu mắc bự lắm. Con gấu bự bông bự lắm, gấu bự lắm luôn chị. Không, còn giữ không? Em không có giữ, em tại vì em dọn nhà hoài đó, em bỏ mất tiêu luôn rồi. Không giận là phải. Nó bự quá, với lại lúc đó nó chết quá trời, với ổng giận đủ thứ đâu có chừa cái vật dụng gì của ổng đâu. Rồi nhiêu đó tật xấu thôi phải không? Bây giờ có mong ảnh thay đổi điều gì không? Ảnh thì cái thứ nhất là cái công việc nhà. Em nói với chị công việc nhà, công việc lâm chân á, mà có dù gấp gút cỡ nào cũng kêu không mặn chân á. Mà đá banh alo, Hiền ơi, địa điểm đó, 1 phút 30 giây, tôi tới liền. Bây giờ vẫn vậy hả chị? Bây giờ cũng vẫn vậy, quan trọng cái đá banh thôi. Tiền biết là anh em mình, mày nói là anh ngứa ngáy chân tay. Rồi em. Rồi, thì bởi vậy mới nói bây giờ mong ước ổng thay đổi điều gì. Ổng bây giờ em rất là mong ước luôn á chị. Là nói chung là làm gì làm, như về vợ, về gia đình thì cũng phụ tiếp vợ. Cái thứ hai nữa thì ăn nói bớt cọc lóc lại. Một cái nữa là cái tánh rất là nóng. Cái tánh rất là nóng mà cái bụng tốt nha, nhưng mà cái tánh rất là nóng. Thay đổi tới 3 cái luôn. 3 tánh luôn. Ba tánh luôn đúng không? Dạ, 3 luôn, 3 tật xấu đó đó. Rất là nóng luôn. Sao bây giờ thiệt á? Bây giờ ông trả nợ vợ ông được không ông Hiền? Vợ ông nợ ông cả nửa cuộc đời rồi đó. Bây giờ ông trả được không, mà có 3 chuyện thôi. Phụ giúp công chuyện nhà, bớt cọc cằn, nóng tánh, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ăn nói lãng mạn chút xíu, cũng như là không bà xã thì là vợ ơi, hay là em ơi, ví dụ vậy được không? Dạ cái đó thì thay đổi được, nhưng mà đối với đặc thù công việc của em, chị biết là khi mà em công tác trong cơ quan xong, ngày rảnh ra ca là hai chồng chạy đi quay, mà quay về nhà đi 60-70 cây số, 50 cây số, từ nhà tôi nhà của em đi tới Hậu Giang đó, là nó cũng gần 60 cây số, chạy về tới nhà là tới 4-5 giờ chiều làm phim rồi. Lúc đó lo làm phim này, vợ thì về túm đồ vô nấu cơm, rồi làm phim xong rồi ăn cơm rồi chuẩn bị đăng video lên công chiếu, rồi không có thời gian để mà tiếp vợ. Rồi ngày hôm sau rồi đi làm nữa rồi. Em chỉ có giúp cho bà con cái thời gian mà em rảnh em ra ca thôi. Tại vì hiện giờ thì cái lượt xem nó rất là ít, nó không đủ để mà cái chi phí cho em mà lo gia đình.
nên là em vẫn phải quan trọng cái vấn đề công việc chính của em đi làm đó. Đi làm. Còn công việc mà YouTube thiện nguyện này nó chỉ đủ tiền xăng thôi. Quan trọng là em giúp cho bà con là em cảm thấy vui, vợ cũng vui rồi. Có nghĩa là em cũng sẽ giúp việc nhà cho vợ em không nếu giúp như được. Em có thời gian không? Dạ. Đây là đang hứa nè. Dạ. Em sẽ giúp cho vợ nếu như em có thời gian. Dạ. Đúng không? Chứ không phải là em không muốn, tại vì em không có thời gian làm chuyện đó. Nếu vậy giờ tạm thời cho thiếu cái đó. Nhưng không cọc cằn, đúng không? Bớt cọc cằn, bớt nóng tính, với lại là nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, có làm được hai cái đó không? Cái nhỏ nhẹ thì nó có thể là được. Được đúng không? Hứa được. Nghe. Được. Nhưng mà cái nóng tính của em thì nó ăn sâu từ lúc nhỏ vậy. Không, cái nó thay đổi được. Em thề với anh luôn, bản thân em là một thằng cực kỳ nóng tính. Ngày xưa nha, hở đụng cái quýnh lộn, đụng cái quýnh lộn. Dưới quê em coi như từng lễ là quýnh lộn hết 5 ngày rồi đó, bèo bèo 5 ngày. Em thề với lòng luôn á. Nhưng mà bẵng đi, tự nhiên mình trải qua những cái chuyện đó như vậy, cái mình tự nhìn nhận lại là à, mình không được vậy, mình phải thay đổi mọi thứ. Chính xác. Kể cả Mạnh Thường Quân, kể cả Mạnh Thường Quân và khán giả bình luận video nhiều lúc á, mình làm thiện nguyện người ta vô người ta không giúp, người ta vô bình luận nó chửi mình không mà nóng, mình đôi co lại không nên. Rồi Mạnh Quân nói mình thôi, em đừng có làm gì, em làm bỏ tâm em làm từ thiện. Em làm từ thiện là từ cái tâm của em đi làm, không ai bắt em đi làm hết. Mà tại sao em phải đi cự lộn với người ta vậy? Đúng rồi anh. Nhưng mà vợ cũng nói hoài mà bảo không được, tức nhiều khi người ta nói trên đầu mình đâu mà. Thôi em được. Những cái chuyện đó anh không nhiều bằng tụi em đâu. Em nói thật thiệt sự luôn. Em chị Vân bị gấp trăm gấp ngàn. Năn nỉ luôn á, em năn nỉ luôn mà không rõ. Anh chỉ nói nè, anh cứ suy nghĩ những cái bạn đó đó, thật sự là em đặt ba trường hợp. Thứ nhất, những bạn đó là coi như ở ngoài cuộc sống ngoài đời, những bạn đó không có tiếng nói, bị đè đầu cỡ cổ quá, thì bây giờ không có chỗ nào xả lên đây xả, rồi nói chuyện sàm sàm với mình không quan tâm. Comment dạo vậy chị, đúng giống như comment dạo. Kệ người ta đi, anh đừng quan tâm những chuyện đó, coi như là chuyện không có gì hết. Anh cứ làm chuyện mình thích và đúng mình rồi. Không cảm thấy mình làm sai, bản cái tâm mình thấy đúng là được. Kệ. Đó, với lại là thôi em bớt đọc lại, không cần đừng đọc nữa, đừng có đọc mấy cái comment đó. Thật sự là bà xã em rất khổ tâm với vấn đề của em, nhiều khi em đang lên live, ai nói vô cái em chửi, em không, trả lời liền. Kệ, đừng đọc. Đó, cái tánh nóng đó chị, cái tánh nóng đó phải làm liền và phải làm cho bằng là được. Anh vẫn đọc, mà khi anh đọc mà anh bỏ qua được luôn là anh lúc đó anh mới thành công. Còn cái chuyện không đọc chuyện bình thường thôi, anh cứ đọc đi nhưng mà anh vẫn cố gắng, anh mềm lại, anh bỏ. Từ từ đó sao lại thay đổi đó được mới tốt. Mạnh Quân cũng từng nói với em vậy, phải bỏ cái nó thì được. Đó từ cái cọc cằn cho nó mới ra là cái nóng nảy. Rồi nó cọc cằn nó kết hợp với nóng nảy thì không có được cái gì hết trơn. Anh cứ suy nghĩ mọi chuyện nó nhẹ nhàng, coi như không có chuyện gì hết. Chuyện tôi làm, tại vì bây giờ họ có chửi em hay là họ có khen em thì em cũng chẳng biết họ là ai luôn. Đúng rồi, chính xác. Suy nghĩ em nằm suy nghĩ có suy nghĩ giống như thì chị đó, luôn thì có nhiều người cố kể. Tình như vậy nữa đó anh. Đúng rồi, nó cố tình làm cho mình nhục cái ý chí của mình thì anh phản ứng lại là họ thành công. Đúng rồi, thì vui mất mớ gì anh phải làm vậy. Anh cứ bình thường thôi. Tại bây giờ bớt khó chịu bằng cách là giờ nói xấu vợ đi nè, bà còn cái gì xấu không? Thật sự thì bà thay đổi quá trời luôn á. Thật sự nếu mà chị nói mà để em phê bình vợ em, thật sự em đối với người khác thì có thể phê bình được, còn đối với em thì vợ em bao dung em quá trời rồi. Là hoàn hảo đúng không? Hoàn hảo nhưng cẩn thận có điểm xấu. Ồ vậy hả? Kể dạ. Đi. Bây giờ nhiều lúc á đi làm mệt, hai chồng đi quay về mệt, ở nhà nuôi ba ăn cún. Má về nhà cái ba thấy cái gì không gửi la gan nhưng mà la con người vậy, la lớn lắm luôn. La mấy con chó hả? La mấy con chó mà la cái bữa tại bỏ tức cái gì. Như con mình như thế. Cái thứ hai là bây giờ em cũng góp ý vợ là khi vợ chồng khi em vì cái giờ mình là khi mình đi làm thiện nguyện rồi đúng không? Mình cái tật xấu mình cũng đã bỏ, mọi người cũng đã công nhận điều đó rồi, vợ con nhận rồi. Nhưng mà dù vợ chồng có chuyện gì nói thì nói nhỏ thôi, nhiều khi nói ồ đó em cảm thấy mình ngại. Nó lớn quá. Lớn quá. Nhiều lúc em nói giờ cứ cần bông bí không, đưa cho bông bí nói. Nói vậy luôn. Ngày xưa không ngại mà bây giờ ngại nha. Ngại giờ tự nhiên mình thay đổi cái ngại giờ, nha. Giờ có trên cũng như phải tạo cái gì cái uy tín danh dự của mình á, dạ, cho mình cho đi làm thiện nguyện, YouTube thiện nguyện của mình. Ngày xưa là bất cần đúng không? Đúng rồi, người xưa bất cần luôn. Tôi bấy rồi, bây tôi lầy nữa đúng rồi. Dạ. Còn bây giờ mình đang lấy uy tín lại. Tạo hình tượng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Về nhà không cho em ra, đôi khi em bực bội nhưng mà không cho em ra. Vậy giờ cho em mong muốn ba thay đổi gì sẵn để em nói đi. Bây giờ mong muốn bà xã là thay đổi là nói chuyện nhỏ nhẹ lại. Đúng rồi. Đó, rồi có nhẹ nhàng, có nhẹ nhàng. Giống như chị Vân hay nói là cái gì cũng do cái cách của mình. Đúng rồi, đúng cái rồi. Cách nói, cái cách mình truyền đạt đó. Mình lỡ mình là tiên rồi, thì giờ mình ứng xử như bà tiên luôn đi em. Thiệt. Tại nhầm khi ảnh giống như là bà tiên bà buộc của ổng rồi đó. Tại khi ảnh nóng tính quá. Ảnh nóng tính quá chị, cũng như cái trên mình ta kìa bình luận đồ này kia nó dồn dập nhiều chuyện, rồi bắt buộc em phải la ảnh.
anh phải nói, em nói hoài nhỏ nhẹ anh không chịu nghe, bắt buộc em phải lớn tiếng nói cho nó đã thì anh phải nghe, mà phải nói cho nó đã rồi thử anh có nghe không. Rồi mất hình ảnh ông nữa, mất hình ảnh đó đó, bởi vì giờ giữ gìn cho dạ. Mà thôi thì giờ... hôm nay ông xã thì thôi chắc để em sửa thì sửa đi hoàn hảo hơn chút xíu, hoàn hảo đi, làm bà tiên luôn dạ. Rồi bây giờ hôm nay em có muốn có một cái điều gì mà em muốn sửa chữa liền đối với vợ em không? Dạ có. Sự ngọt ngào, sự say đắm, sự ấm áp của người đàn ông, của một người chồng dành cho vợ không? Dạ có. Vậy hả, làm dạ. đi. Dạ. Nay thì chị cũng biết rồi, em thì đó giờ không có lãng mạn. Wow. Cái thứ hai nữa là trời ơi. Em có một cái nỗi buồn, đó là cái nhẫn cưới của em mà em còn cầm đi bán luôn. Cặp nhẫn cưới mà em đi cầm luôn đó chị. Ừ, cả cặp luôn. Cả cặp luôn, em giấu em đi cầm để lấy tiền luôn. Để em đi trả nợ. Chỉ là cầm thôi đúng không anh? Cầm mà bỏ luôn, đâu có tiền chuột. Cầm mà bỏ không có tiền chuột. Em tưởng đâu anh chuột nó về nó nằm. Không, cái này em mới mua nay là em mua một cặp nhẫn cưới. À sẵn nay như làm cầu hôn rồi xài em lại. Được không chị? Có được, nhưng mà phải có hoa chứ. Đây đó. Bởi vậy à, thấy không? Không tặng thì thôi nha, tặng một lần là cho em té xỉu luôn. Em té xỉu luôn á chàng. Rồi em bảo chị qua đây. Rồi đó. Trời ơi em nay em không ngờ nó xúc động quá. Không biết gì luôn đúng không chị? Em không biết luôn. Bữa nay là chị dành sân khấu cho em nha. Chị dành sân khấu cho em, tụi chị cầu hôn mà chị. Trời ơi. Tặng em muốn nghe em cầu hôn lại đó chị, cho vợ em cũng vui ha. Đây đây thì à, cặp luôn, hai chồng cặp luôn hả? Dạ hai chồng em luôn chị. Đây là wow. Em bù đắp lại cái phần nào ngày xưa giờ em nhìn nó để nhìn cho bà xã vợ say đắm đi, nói lời ngọt ngào còn em đeo luôn đi cưng cho nó em đeo đi cho anh đi. Hạnh phúc gì bằng đây nữa nè. Bởi vì hạnh phúc là chọn lựa. Dạ đúng rồi. Là yêu thương đó, em thấy. Và chưa? Hạnh phúc là sự bao dung nữa. Đúng rồi, hạnh phúc là chọn lựa. Rồi ha. Bây giờ là thật sự hôm nay là bà xã em rất là vui. Cho hút bà xã em đúng rồi. Vậy thì trước chương trình của vợ chồng son thì em cũng cảm ơn ông xã. Năm nay thì bé Bảo Châu con của mình nó cũng 12 tuổi rồi. Thì thời gian của mình đến nhau cũng là 14 năm. Thì đầu tiên thì cha mẹ cũng không có tự tin gì, vợ chồng của mình cũng luôn phản đối. Thì ngày hôm nay thì vợ chồng mình cũng đã vượt qua mọi khó khăn. Thì con cũng xin thưa với ba mẹ là cảm ơn ông xã. Trời ơi chị xây sẩm luôn á, thì các chị thấy chị xúc động mà muốn xây sẩm luôn á. Nghĩ hai bác ở nhà cũng sẽ rất là hạnh phúc. Bây giờ cảm nhận là con của mình đủ tin giao cho một người đàn ông này rồi. Không cần phải lo lắng nữa. Thì chị cũng thay mặt chương trình Vợ Chồng Son với lại toàn bộ ekip là chúc tụi em sẽ hạnh phúc thiệt là bền lâu. Những cái gì mà tụi em đang làm thì tụi em sẽ vẫn làm hạnh phúc với cái điều mình đang làm, và sẽ rất nhiều người ủng hộ cái công việc của tụi em. Rồi còn điều nữa, có khi nào mà một bữa nay xong cái cuối năm cái báo tin có tin vui nữa không? Con trai nữa. Dạ không được chị. Dạ không được. Bây giờ thời gian tụi em cũng lá lớn mà, bây giờ nếu mà mình sanh nở nữa không đi làm thiện nguyện được tội nghiệp người ta. Nhưng mà đâu có biết được. Không cái có đâu là trời được tính. Anh. Mình tính không bằng trời tính. Em cũng sắp xếp hết trơn rồi chị. Dân bây giờ cũng như là chồng em ngày hôm nay là đến với em tất cả trọn vẹn. Lời của em còn lại em sẽ hiến thân cho thiện nguyện hết. Em đi chia sẻ tới hoàn cảnh khó khăn, dù cực khổ cỡ nào vợ chồng em cũng gắng nói tiếp con đường còn lại. Nếu còn sức khỏe thì sẽ đi hoài. Cảm ơn tụi em nhiều. Bà con cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thực sự là cảm ơn với những cái tấm lòng thiện nguyện của anh chị như vậy. Cái kênh của em là gì? Em kêu gọi mọi người subscribe kênh của em. Kênh YouTube là Đức Hiền Cần Thơ, kênh thiện nguyện chia sẻ yêu thương. Mong được quý cô bác anh chị ủng hộ đồng hành với vợ chồng Đức Hiền để giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa ha các bác anh chị. Rồi, cảm ơn em nha. Nhân thì tụi em chưa nắm tay, chưa nói yêu đương gì hết, thì trong cái lễ tình nhân đó đó, tự nhiên cái cô bạn của ổng gọi điện thoại cho em. Điện thoại cho em, chửi em, nói là tại sao mà lại quen bạn trai của tôi mà dùng số điện thoại của ổng gọi cho em. Cái em tưởng là ổng gọi. Cái mình quýnh lên hết trơn, bắt đầu nghe tiếng phụ nữ. Nó làm bạn là Hạnh Phúc Ngân phải không? Bạn tại sao bạn lại quen bạn trai của tôi? Bạn cứ tưởng đâu là bộ mẹ của ảnh thích bạn á, là anh ấy sẽ chịu bạn sao? Tự nhiên cái em lúc đó em hiền khô, em khóc. Em nghe vậy tự nhiên hụt hẫng. Em nói trời chuyện gì xảy ra vậy? Bộ mình có chuyện gì em mình không có biết, người ta có bạn gái không biết gì hết luôn. Thật sự không biết gì hết luôn. Em không hiểu tại sao em lại vậy. Em khóc không. Rồi từ đó về sau em biết rồi, em hận ông này. Em hận ơi là hận luôn rồi, em cắt bỏ, em xóa số điện thoại các kiểu luôn.
xóa hết trơn luôn. Con để chị hỏi Đa này, lúc đó em có ngồi kế bên cái bạn đó không? Nhưng mà lúc đó trong lòng em có cảm thấy áy náy với Ngân không? Lúc đó thì nếu mà em muốn đứng, em không đứng dạ hết, thì cái bản chất của em là em muốn là cho mọi người biết, cho cái bạn gái cũ biết á, đưa điện thoại để cho gọi đi, gọi cho vợ em để biết là em với vợ em á là chưa có gì, chỉ là một người bạn đi uống nước. Lý do nào, bằng cái cách nào mà cuối cùng là hai đứa tụi em đến được với nhau, là em lấy Ngân làm vợ? Sau cái khoảng thời gian đó, khi mà bạn gái cũ có liên hệ với vợ em á, thì em cũng một khoảng thời gian thì cũng quen tiếp tục, nhưng mà mình suy nghĩ kỹ lại, mình là chọn con đường vợ mình sau này là như thế nào đó, rồi phải xứng đáng hay không, thì lúc đó là em mới suy nghĩ thiệt là thấu đáo. Xong một khoảng thời gian đó là em sẽ chia tay với bạn gái cũ luôn. Bao nhiêu đó. Lâu thì em gặp lại Ngân, em liên lạc được với Ngân? Cỡ 2 với 3 năm, hai học ba năm, hơn 3 năm. Sau khi em ra trường rồi em về quê, em làm việc với cha ở nhà, có phòng khám tại nhà. Thì khi đó là đám cưới của em út. Rồi sao? Rồi câu chuyện xảy ra sau cái đám cưới đó thì sao? Sau cái đám cưới đó thì lúc đó là vô tình cha của em á, là muốn gả em cho một người. Cha nói là cha không thể, giống như cha không biết, cha già rồi, cha còn sống khi nào, muốn tìm một cái nơi để cho con dựa dẫm. Cho nên cha muốn gả cho một cái người nào mà cha cảm thấy an tâm và tin tưởng nhất, thì cha gả cho một người bạn thân, con của người bạn thân của cha. Thì cái anh ấy mới đi du học ở Mỹ về. Xong cái em không chịu, em nói với cha là cha ơi con không thích. Cái cha hỏi có bạn trai chưa, mày có người, con có người yêu chưa. Nói đâu dám nói có, nó có sợ bị đánh, tại vì không có dám. Xong cái nói con chưa, cái không chịu. Cái cha nói nếu như không chịu, cha thuyết phục hoài không chịu, khóc lóc đủ thứ hết, cha không chịu. Cha nói nếu như không chịu cha tự giận. Cái vừa nhắn tin lại chầm khoảng tháng mấy, hai tháng cái gì, nhắn tin lại một tháng mấy hai tháng thôi, thì em mới nói với anh Đa là anh có thương em thiệt không. Cái ảnh mới nói thật, sao em hỏi vậy, nói thật với anh cưới em đi. Chủ động hỏi lời trước luôn. Dạ đúng rồi, kêu cưới. Rồi á, vợ em hỏi em câu đó rồi là lúc đó em sao, cảm xúc em sao? Lúc đó là cảm thấy là dính rồi. Lúc đó là mình đang công kích mà, mình đang là cua mà. Cho nên mà nghe cái câu đó là nói chung là đạt được rồi, bắt đầu là ở đây chuẩn bị cưới luôn. Rồi lúc mà anh trả lời vậy thì Ngân sao em? Em nói nếu vậy thì anh xuống đi. Em tưởng đâu là ổng nói vậy thôi. Ổng nói là tuần sau ổng xuống, ổng sắp xếp trong vòng 5-7 ngày ổng xuống. Thì là ổng xuống thật. Đưa ai xuống luôn? Ổng xuống luôn. Đưa ai xuống? Đưa mẹ. Cha, mẹ rồi thêm bà con nữa xuống. Thì xuống xong rồi không thèm xin phép trước luôn. Có nói với em nói xuống đi. Gần tới rồi bắt đầu vô xin phép cha đóng cửa cái rầm. Cha ở chậm luôn, cha không thèm ra. Thì bắt đầu mới điện cho cô ở gần đó, nó nhăn nỉ cô, nói cô ơi, nhờ người ta xuống vậy vậy đó.